hoàng gia người hâm mộ xếp hàng để mua vé tại Thống Nhất đã chứng minh cho sức nóng của trận đấu ra quân giữa Hoàng Gia Lai và Yokohama Marinos tại khuôn khổ AFC Champions League. Không nóng làm sao được khi vào ngày 16 tháng 4 tới, các khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những Xuân Trường, Công Phượng đối đầu với những tân thủ hàng đầu châu Á trực tiếp ngoài đời. Và một trong những đối thủ hùng mạnh đó của câu lạc bộ phố núi là nhà đương kim áo quân J-League 1, Yokohama Marinos. Sau đây, hãy cùng cảm sâu, tìm hiểu đôi nét về Marinos để thấy được sức mạnh đáng gờm của đội bóng thành phố cảng nước Nhật. Xét về giá trị truyền thống, Yokohama Marinos cho thấy sự vượt trội của mình so với Hoàng Gia Lai, nhất là khi nhìn vào quá khứ Hoàng So với các danh hiệu cao quý cũng như bề dày thành tích của họ tại sân chơi trong nước lẫn châu lục. Yokohama Marinos không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Nhật Bản cũng như đấu trường AFC Champions League. Họ hiện tại đang là một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử J-League với 4 lần vô địch và 2 lần Á quân. Số phát điểm của họ chính là một đội bóng của công ty ô tô Nissan được thành lập vào năm 1972. Câu lạc bộ hiện tại là sự hợp nhất của Yokohama Marinos và Yokohama Fuller vào năm 1999 trong hoàn cảnh Fuller đối diện với cơn khủng hoảng tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản. Do cả Marinos và Fuller trước đó là kinh địch cùng thành phố nên sự ra đời của F Marinos được xem là một câu chuyện khó tin. Và thực tế, ở quãng thời gian đầu sau khi thành lập, một bộ phận các cổ động viên của Fuller đã không chấp nhận sự hiện diện của Marinos và kết quả là họ đã thành lập một đội bóng riêng mang tên Yokohama FC để trở thành đối trọng mới với đối thủ cùng thành phố. Cái tên hiện tại bao gồm cả Marinos và Fuller. Từ Marinos có nghĩa là thủy thủ trong tiếng Tây Ban Nha, từ Fuller có nghĩa là đôi cánh trong tiếng Đức. Đội bóng Yokohama F Marinos là một đội có thời gian thi đấu tại giải cao nhất bóng đá Nhật Bản lâu nhất kể từ năm 1982 bên cạnh Kashima Antlers. Họ cũng là một trong hai đội tham dự tất cả các mùa của J-League. Điều này chênh lệch khá lớn so với sự non trẻ của Hoàng Gia Lai khi câu lạc bộ phố núi chỉ mới ghi dấu ấn của mình lên bản đồ bóng đá Việt Nam từ năm 2001. Tại đấu trường châu lục, hai nữa của Yokohama F Marinos sau này là Yokohama Marinos và Yokohama Fuller đều có một lần đăng quang cúp các câu lạc bộ châu Á vào các mùa 92-93 và 94-95. Tuy nhiên, kể từ thời điểm được hợp nhất cũng như sau khi AFC Champions League ra đời, thay thế cho thể thức cũ, thành tích tốt nhất của họ cũng chỉ là vào đến vòng 16 đội vào các năm 2020. Ở các lần 2004, 2005 và 2014, họ đều dừng bước ở vòng bảng. Do đó, trong lần tham dự AFC Champions League mùa này, họ đang rất quyết tâm phá dấp để có thể tiến sâu ở sân chơi châu lục. Ngoài ra, Yokohama F Marinos từng là màu áo của nhiều huyền thoại bóng đá Nhật Bản trong quá khứ, trong đó nổi bật nhất là Shusuke Nakamura, người từng có những năm tháng đỉnh cao dưới màu áo Celtic. Có một điều thú vị là chính F Marinos cũng từng là bến đỗ của Thiraphong Buamathan, hậu vệ trái không còn quá xa lạ với những Xuân Trường, Bốn Anh hay Công Phượng. Trong những mùa giải gần đây, Yokohama Marinos đã cho thấy dấu hiệu của sự hồi sinh sau giai đoạn sa sút không phanh. Họ xuất sắc giành danh hiệu vô địch J-League 2019, cùng với đó là các thứ hạng cao trong những mùa giải gần đây. Theo đánh giá của giới chuyên môn, F Marinos được xem là gã khổng lồ ở bảng H nơi có sự góp mặt của Hoàng Gia Lai. Họ cùng hai cái tên sừng sỏ khác của K-League là Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC của Úc tạo nên một bản đốc tử thần ở giải năm nay. Trong lần đến Việt Nam lần này để chuẩn bị cho chuyến làm khách trong trận mở màn với Hoàng Gia Lai, huấn luyện viên Kevin Muscat mang sang một lực lượng hết sức hùng hậu với 30 cái tên và lời tuyên chiến rất quyết tâm. Chúng tôi đến Việt Nam với lực lượng tốt nhất có thể. Đây là bản đấu đầy khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của Yokohama Marinos là giành chiến thắng để tiến sâu tại giải. Ở trận cao quân, chúng tôi rất tôn trọng đội bóng chủ nhà Hoàng Gia Lai khi họ được chơi sân nhà, quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi. Tiếp đến, đây là đội bóng có nhiều điểm mạnh và chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có được kết quả tốt trong ngày ra quân. Phát biểu của huấn luyện viên người Úc là hoàn toàn có cơ sở nếu như nhìn vào dàn cầu thủ chất lượng mà ông có trong đội hình. Nổi bật nhất phải kể đến chân chạy cảnh Teruhito Nakagawa, người cực kỳ nguy hiểm với các pha xuyên phá hay rót bóng từ biên. Trái tim nơi tuyến giữa của Marinos là tiền vệ đội trưởng Takuyakida. Trong khi đó, Marcus Junior với phẩm chất kỹ thuật thượng thừa sẽ là hạt nhân trong những tình huống tấn công. Ngoài ra, huấn luyện viên Kevin Muscat còn sở hữu tài năng sáng giá hàng đầu bóng đá Nhật Bản hiện nay là Joe Chima Fujita, cầu thủ gốc Nigeria và hiện là trụ cột của U22 Nhật Bản, và cũng không thể nào bỏ qua Ryo Miyagi, tiền vệ cánh được xem là thần đồng bóng đá xứ Phù Tang, từng có thời gian phục vụ cho Arsenal.
dù ở thời điểm hiện tại, Yokohama Marinos không đóng góp bất kỳ thành viên nào cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Tuy nhiên, việc này được xem là bình thường bởi hiện tại, khi có đến 3 trên 4 lực lượng của tuyển quốc gia xứ sở Hoa Anh Đào đều là những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu. Số thành viên ít ỏi còn lại từ những câu lạc bộ trong nước như Kawasaki Frontale, Nagoya Grampus hay Kashima Antlers. Tuy vậy, những cái tên chất lượng vừa nêu trên. Tuy nhiên, với những cái tên chất lượng vừa nêu, Yokohama F. Marinos vẫn sẽ là một thử thách cực đại với thị trường Kia thị sát. Tại mùa giải trước, Yokohama F. Marinos chơi tuyệt hay và chỉ chịu thua trong cuộc đua đến ngôi vương đúng một điểm trước Kawasaki Frontale. Ở thời điểm hiện tại, Yokohama F. Marinos đang sở hữu phong độ hết sức ấn tượng tại J-League 2022. Họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, số nhận đương kim vô địch Kawasaki Frontale và chỉ ít hơn 2 điểm, cùng với thành tích chỉ thua 2 trong 10 vòng đấu đầu tiên tại giải quốc nội. Trong lịch sử AFC Champions League, Yokohama Marinos cũng từng nằm cùng bảng với một đội bóng Việt Nam. Và đương nhiên, đó là một câu chuyện buồn của đại diện V-League. Thời điểm đó đã diễn ra cách đây 18 năm tại Champions League 2004. Yokohama Marinos nằm cùng bảng với Bình Định, Persik Bidiri của Indonesia và Seongnam của Hàn Quốc. Đại diện của Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội của mình trong cuộc đối đầu với Bình Định. Sau 2 lượt trận, Yokohama Marinos nghiền nát đại diện Việt Nam bởi việc ghi tới 9 bàn thắng với kết quả lượt đi 6-0, lượt về 3-0. Về mặt lối chơi, huấn luyện viên Kevin Muscat mang đến cho Marinos một trận phải tấn công đầy rực lửa. Có thể nói, câu lạc bộ đến từ thành phố cảng của Nhật Bản lấy tấn công làm tôn chỉ. Phong cách của Marinos dựa trên nền tảng của những tình huống bóng ngắn, thông qua việc triển khai các pha phối hợp nhỏ nhuyễn và nhỏ mang đặc trưng bóng đá Nhật. Việc sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật, đặc biệt là những ngoại binh đến từ Brazil, là thứ tiên quyết để Marinos triển khai thành công lối chơi tấn công đẹp mắt. Ngoài ra, sức mạnh tấn công của các mũi khoan ở hai biên cũng vô cùng đáng gờm, nhất là vị trí của Teruhito Nakagawa, tiền vệ sinh năm 92, với tốc độ và nền tảng kỹ thuật sẽ mang lại nhiều phương án tấn công đa dạng. Thành thật mà nói, với phong độ cũng như vị thế hiện tại của Yokohama Marinos, thật khó để Hoàng Gia Lai thoát khỏi một trận thua trước đại diện Nhật Bản. Mặc dù trong đội hình đội chủ nhà có không ít những tên tuổi của bóng đá Việt Nam, gần như chắc chắn phòng ngự chắc chỉ là cách chơi của Hoàng Gia Lai trong cuộc đối đầu này. Bị trước một đối thủ mạnh, muốn làm được nên bất ngờ thì cần phải nghĩ đến chuyện giữ sạch mạng lưới đầu tiên. Việc được chơi với tư cách đội chủ nhà cùng sự cổ vũ đông đảo của các cổ động viên chính là lợi thế hiện hữu nhất mà Hoàng Gia Lai có được vào lúc này. Mặc dù vậy, điều này cũng rõ ra vì điều kiện cơ sở vật chất, đội bóng của Bảo Đức lấy Thống Nhất làm sân nhà thay vì Thanh Điệp Pleiku quen thuộc. 17 năm kể từ lần cuối cùng được hít thở bầu không khí cúp C1 châu Á, Hoàng Anh Gia Lai mới có dịp trở lại đấu trường này. Tuy vậy, việc rơi vào bảng đấu tử thần cũng như phải chạm trán một Yokohama Marinos cực mạnh ngay ngày ra quân là một viễn cảnh vô cùng khó khăn với thầy trò Kia thì sao. Thế nhưng, trái bóng còn chưa lăn thì vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúc Hoàng Gia Lai có thể làm nên bất ngờ trước Yokohama Marinos trong ngày ra quân để tạo nên dấu ấn của một câu lạc bộ Việt Nam tại sân chơi châu Á.